Bây giờ mình nói chặt thì cũng bị chửi, mà nói trúng càng bị chửi hơn, kiểu nào cũng bị chửi. Tại khi cái tâm của con người nó là ma quỷ, nó không tin rồi. Giờ mình có tốt cỡ nào nào nữa, nói chặt thì cũng bị chửi. Cái này không mất à, nó dịch lại. Chào Vinh. Được chưa? Hay gì đó. Không có trở lại là good rồi. Công nhận mày khá nghe. Tiếng sao ở vụ này á, tốn cái phòng này á, là mục đích á, cái phòng này á là mình thỉnh cha mẹ đây để tránh cái khu Việt Nam mình của Cali này. Thì để giao duyên cha mẹ ở đây với mấy bác không có lên núi được. Và thứ hai, bên đây á là đời là để cho mình giao duyên với tất cả những người lãnh tụ của cộng đồng khắp nước Mỹ, thì cả người Mỹ người Việt dùng ở chỗ này để hợp thành. Tất cả YouTuber lên đây ngồi chat với nhau, cãi còn nào cãi Lý Thắng đúng không? Sẽ có. Rồi là mình bây giờ là chỉ là tạm mượn thôi, chứ chủ yếu thì thích ở Thiên Long Sơn nói chuyện hơn là ở ngoài chỗ này. Chỗ này thấy nó hơi sang quá, mình không có nên ở chỗ sang. Xưa Phật ở vườn Kỳ Đà cấp cô độc là thuộc loại sang rồi. Tại phải lót vàng quá, không cấp cô độc á, ông phải lót vàng, ông mua cái vườn đó cho Phật. Còn mình là Phật ngồi gốc cây, ngồi trên máng cỏ của cái gì Trân Châu à, quên này, đang nói quên tên rồi luôn. À, còn ở này mình tạm để mùa đông mưa nhưng mà cũng bị giọt lạnh. Chứ vài tuần nữa hy vọng Tết năm nay mình sẽ ăn Tết tại Thiên Long Sơn. Thiên Long Sơn á, quý vị có thể đi đứng thoải mái. Không, rồi mình có cái lo mà kiểu giống như ở Việt Nam nó hát dạo và bắn kẹo kéo vậy đó, à, mình dạng bắn kẹo kéo vậy mà vui giống y như bữa đi Nam Cali vậy mà. Nguyên cái khu đó cầm cái lo đi bắn kẹo kéo, còn kiểu này sang rồi còn phải tốn tiền cái gì đó. Sorry, bữa nay nó không có tính tiền. Mình làm gì mà giảng tiền á thì về trả đó, được nhiều cái credit. Chủ yếu là cái ý của mình nói ra, cái tâm của mình, lời nói thật mới là quan trọng. Đó là một trong những lý do mình tại sao bề trên á và những tiền kiếp vô kiệt đã từng học rất là nhiều. Ở trên trời á, bữa hôm mấy vị xuống, con ở trển con cầm cuốn sách tối ngày con chạy vòng vòng bên cha với bên mẹ, rồi con hỏi học, rồi con đi qua mấy vị Phật con học, xuống đây em mà con học nữa là thế gian này học hoài không có hết, là trên trời mới gì nói vậy đó. Mà thứ hợp ở đây thì lại bị người ta chê mình ngốc. Mấy bác mà hiện giờ trên mạng mấy bác bên ngoài hảo nói là bác Điền, ê bác gì ta, bác Châu Lan á, nói mình dốt. Tôi dốt mà tôi nói không có chợ, không có giấy. Bác giỏi, bác cầm ta thấy bác đọc giống như là của đảng đưa ra, bác phải đọc đúng lời ý của đảng. Đẹp ha, cái lần mà cái này để tụi Mỹ á, nó mượn mấy cái này nó ứng cử rồi. Lâu lâu mấy bác bên Việt Nam qua đó mà lén lén khu vô Việt Nam thao, chỗ này là năm mùa quanh của khu này đúng không, là của người Việt phải không, mà mấy đảng viên mấy bác ở bển á thèm vô khu này lắm, mà phải giả diện ăn mặc đồ này nọ. Không có, Kiệt sẽ mời chánh thức đàng hoàng lên đây ngồi đứng nói chuyện phát biểu giữa khu Việt Nam đàng hoàng. Ở sau lưng có cờ đỏ sao vàng luôn, ấy quên lộn, cờ vàng bãi thật đỏ. Mình không dám hoàng hoàng phi hùng ở bển,
ông nội đó quá đáng. Ở sau lưng có cờ vàng bác sập đỏ, còn mấy bác đứng đây phát biểu là nó có định mời thiệt á. Là chỗ này á, lợi hại lắm không? Về mặt đời. Chứ giờ mấy bác ở Việt Nam mà lén qua bên Mỹ chơi du lịch, đi đâu đi vòng vòng trong này ăn uống nó nhẹ đội nó lụp sụp nữa. Nhưng mà ông là mấy ông mà là mà không có lên màn hình nhiều kìa, còn mấy ông mà lên màn hình ta biết mặt hết trơn rồi, kiểu như kiểu chậm qua đây là chắc ai cũng biết luôn á. Tại cái thứ ông đi chậm chậm á, nhiều người kè bắt chính đó ông. Mấy bác đó chắc qua khó, nhưng mà mấy ông ở sau lưng mấy ổng á vô qua chỗ này ngồi được, đây ngồi ghế này. Ôi, ok, các ai hỏi gì không? Tin tức cập nhật mình nói rồi. Cờ vàng, cờ đỏ ai nở bỏ vàng đó là thiệt á, sắp sửa. Còn mình đi cuối đoạn đường hầm rồi, sắp sửa có hào quang sáng chói. Chỉ có dân bệnh đói quá không biết chờ tới nổi không? Người bà con anh em dòng họ mình từ Bắc tới Nam bây giờ á, khổ, xăng cũng hết. Xăng hết thì mọi thứ nó cũng sẽ hết theo. Cộng với tài chánh nhà băng bây giờ nó không có cho mượn tiền. Ở chừa bà Trương Mỹ Lan ở ngoài á, bà còn nuôi được mớ người công ăn việc làm, tự nhiên bắt mấy ông bầu đi nhốt hết tội nghiệp. Anh muốn hỏi ông, anh đưa microphone cho rồi lấy microphone đưa ổng, đứa nào có microphone phía sau đưa, ở phía sau ông cây trên này cả. Cảm ơn em. Xin sư phụ kể chuyện UFO cho tụi con nghe phụ. Cái đó là tương lai rất là quan trọng, mình biết nhiều, không biết sinh hoạt người ta thế nào. Tại vì mình nói UFO mình không chưa bao giờ thấy, mình muốn biết UFO là như thế nào. Trời ơi, tôi nghĩ cái cẳng của anh đó mà đã banh đó là hơn giữa cô. Anh cái tướng của nó đi á, anh lừa qua cái là anh xuất chuột cũng thành rồi. Mai mốt mà nó sẽ có 12 thằng, mình 12 thằng đã banh. Nhưng mà anh nghĩ là mấy cầu thủ của mình đã ăn nó hay là nó sẽ ăn mình nè? Nó sẽ thắng mình. Sao vậy? Sao anh biết nó sẽ thắng mình? Chưa đánh mà anh đã thua nó rồi. Không, tại mình phải được sức mình mới được biết người biết ta. Đã nói vô sân banh, cứ nghe là không chơi thần thông. Tại vì nhớ bộ nó cũng như là nó có thần thông nha. Nó ảnh hưởng mình được. Tại con người của mình nó có luồng điện, nó là điện, thì nó làm cho mình mắc điểm rồi cái chân mình bè liền á. Có, nhưng mà khi vô sân băng là phải chơi công bằng. Ok, ở hành tinh của mày cũng cần biết mày tu luyện cỡ nào, mày giỏi cỡ nào, nhưng mà trái đất đá banh là theo lực của sân băng, nó sẽ thua chắc. Là tại vì con người của mình á rất là ngu mô hơn tụi nó. Tại vì mình nhém đây cái mình lừa cái banh đây rồi, nó không có, nó ngó đây thì nó phải lựa đây thì nó sẽ thua. Còn mấy cầu thủ mình nó nhá cái đầu dẻ qua cái là đội đầu đó là vô à, nó không biết đội đầu, cái đầu nó trên đội cái banh chật lớp. Nó giận chứ có một lần cách đây chừng 3 tháng ở trên trời mấy gì trên nói người dứa bô á hiện giờ nó phải canh. Nếu mà không có thằng dứa vô hả, thằng Putin hôm nay á, anh nghĩ á, là trong mấy cái luật mà của ông bà tổ tiên mình hay nói á, là đừng có đụng tới cái thằng liều á. Tức là mấy cái ngu mà mình né á, là trong đó có Putin là liều phải không? Anh nghĩ nó có dám bấm cái cặp tác của nó không? Dạ. À, là mình nhờ dứa vô á, nó đang chạy nó mày bấm lên đi.
Vừa bắt đầu mở cái dàn phóng ra là nó nẻ xuống ngay chỗ đó liền đó. Chứ không phải là mình có bom nguyên tử là mình muốn hù quả là mình hù cho vui thôi. Là với cô á, là một trong những anh em của mình. Trong tam thiên đệ thiên thế giới của chư Phật mới trong kinh á, đó là thật. Và những người với cô họ sống 700 tuổi. Một cái thành tinh mà kiệt biết được mới gì dạy á, là nó có 22 tỷ người. Trong cái hành tinh đó đó, họ không có chia nhiều quốc gia như mình. Họ cùng một tiếng nói và cùng một leadership, một người lãnh đạo. Cái người lãnh đạo đó đó cũng là con của Thượng Đế, là anh của Kiệt. Mấy vị nói nghĩa là mang hình là giúp ô, nhưng mà thật sự cũng học Phật. Cho nên giúp ô đó, họ biết mà thiền. Ở ngoài kia cũng giống như lớp học, từ lớp 1 tới đại học. Ở ngoài những hành tinh 3.000 hành tinh kia, nó cũng giống như mấy trăm quốc gia của mình, từ những nước Phi Châu nghèo khổ cho tới những nước giàu có như Anh, Pháp. Để mà phân biệt ra những cái người nào có phước thì qua Âu Châu, người nào mất phước thì xuống Nam Mỹ hay là Phi Châu. Thì những hành tinh kia đó, chúng ta ngồi ở đây hôm nay, ngày mai chúng ta cũng có thể đầu thai vô những hành tinh đó đó. Nhưng ngược lại, những hành tinh đó đầu thai vô chúng ta đó, thì họ cũng phải giống như người chúng ta. Đó là thằng Alon, nó là người hành tinh đó. Bên trong của nó là người hành tinh đó, cái não của nó. Cũng giống như bây giờ trong chúng ta có những người có điển và những người khác thường, người thường đúng không? Ở đây có một vài người cũng là mình nữa đó à, mình cũng là người hành tinh. Cứ cho người hành tinh đi, khỏi bị chửi. Chứ còn nói thiên tử rồi này nọ dễ bị chửi lắm. Tôi là người alien. Thì họ qua trái đất này, mục đích họ qua trái đất để làm gì? Họ có thể tiêu diệt của mình trong vòng 7 ngày là không còn 8 tỷ người chết hết à. Họ làm được. Ở trên nói là có thiệt. Và tại sao họ phải bảo hộ mình? Từ những thời xa xưa, thời Maya hay là thời của Ai Cập, những thời kim tự tháp, những thời người xưa của nhân loại của mình á, cứ cho người thành tinh là God không à. Họ không phải là God mà họ có cái technology cao, đời sống họ cao. Còn trái đất mình á, nó vô thường lắm. Con người mình đang là sống vô thường, chết sống rất là lẹ. Bụt cái 2 năm Covid là mấy triệu người, 7-8 triệu người chết. Atlantis đụng cái sụp mất tiêu chết hết. Đó, thấy vô thường. Tại sao phải vô thường? Tại sao tất cả các chư Phật phải đầu thai vô quả địa cầu này mới thành Phật được? Tại vì con người là một con người rất là tinh vi, rất là ác, nhưng cũng rất là hiền. Nếu mình chọn cái hiền, mình gặp được đúng thiện chính thức, thì khi mang thân người, con kiến cắn cũng đau, ung thư cũng chết, đang giàu có rầm rầm, rồi ngày mai khám bệnh cũng chết. Thì chỉ có con người tu mới thành Phật dễ. Người dứa cô họ qua bên mình là vì họ có đời sống lâu dài, họ không có nhiều cái khổ. Tất cả họ có bị Covid, họ không bị bệnh cảm, họ không có bị ung thư gì hết, là vì họ sống lâu quá và họ đoàn kết. Cái trái đất này nó không có đoàn kết, quốc gia cũng khó có đoàn kết với nhau. Ở nước Mỹ này nè, Mỹ đen, Mỹ trắng, nước Việt mình á, thằng Pháp nó chia ra 3 tiếng nói thôi là mình cũng kỳ thị 3 miền rồi. Thì đó là lý do tại sao mình phải tu. Người thành tinh ở đây á, họ ở hàng triệu năm về trước, chứ không phải mới ngày hôm nay. Họ chỉ xuất hiện ngày hôm nay là vì họ muốn đưa nhân loại, sau khi là mình ganh tị lẫn nhau, mình ghét lẫn nhau như Nga, Mỹ, Tàu rồi đó, hết cái thời đại này á,
họ sẽ là người dạy cho mình những cái technology rất là cao siêu, và họ là người sẽ đưa chúng ta đi du lịch những cái hành tinh khác rất là dễ dàng trong tương lai. Rồi sau hết cái thời thượng thượng nguyên là mình sắp sửa qua thượng thượng nguyên, gọi là thời sung sướng á, ai mà có phước mới qua được nha. Hiện giờ chưa biết à, mình còn đang là giống như hiện hôm nay cũng giống như ngày 28 tháng 4 năm 75 vậy đó, còn ngày 9 ngày 30 đúng không, qua tới mùng 1 thì mình còn có 2 ngày nữa. Bữa nay là năm 2022 thì cái dí giống như ngày 27 28 của năm 1975 vậy đó, là cộng sản nó chạy vô tới miền Trung rồi ha, tới xa lộ Kinh Hoàng rồi. Có cái cô gì mà nít mà bị phỏng đó, rồi nít Út cũng chụp được cái hình đó giống kiểu đó. Qua tới mùng 1 á mình mới, rồi mình xuống tàu mình đi qua đảo Guam rồi mình mới biết mình sống chưa chắc nữa. Thì bữa nay cũng như ở 27 đi, qua cái thời đại này người hành tinh họ sẽ tiếp cận với con người của mình officially luôn á, là ra mặt luôn á. Thì lúc đó anh nghĩ thử những nước giống như độc tài hay những nước tư bản như Mỹ có còn đi chế vũ khí ăn hiếp người ta nữa không? Nó vũ khí là vô dụng. Thế, với cái thời đó, lúc đó con người chỉ có đoàn kết và con người chỉ có xây dựng cái trái đất này tươi sáng hơn. Ok, Biden đúng một phần là gì, không có muốn ô nhiễm môi trường đúng không? Cái đó cũng là đúng, để cho thời vàng kim. Nhưng mà nó hơi sớm quá thì làm hôm nay giá xăng của mình lên. Cho nên bất cứ gì bề trên nói, tất cả họ xuống đây đều đóng màn kịch hết. Cả Biden cũng đang đóng màn kịch, Putin cũng đang đóng màn kịch làm người xấu như một cái vở kịch vậy đó. Rồi mọi chuyện nó phải đúng theo lớp theo lan, nó sẽ xảy ra từng thứ từng thứ. Tại vì Kiệt là người trong cơ vận thì biết trước được tất cả những gì ở ngoài đời ít ai biết. Kiệt là người nắm thánh săn lăng săn mong cho nó xảy ra nhiều hơn quý vị nữa, nhưng mà nó không có được như vậy. Tại vì cái màn kịch, cái phim nó 2 tiếng rưỡi, bây giờ mình mới có 1 tiếng rưỡi à, cái chuyện muốn bấm chữ end thì có khúc sao nó làm sao. Mỗi một phút, mỗi một giây trên cái màn hình nó có thể dạy lại nhân loại một chuyện. Hôm nay nước Tàu hiểu được cái tiếng nói công bằng của 20 mấy tỉnh nổi dậy, 20 mấy đứa học sinh mà đại học của Tàu hôm nay xin lỗi chính thức những đứa học sinh của Hồng Kông mà mấy năm trước biểu tình. Tôi xin lỗi mấy bạn, tới lúc trước mà Hồng Kông biểu tình á, trời ơi mấy thằng này nó chửi tụi mày rảnh quá à, chia rẽ đất nước, mà hôm nay nó mới hiểu được. Thì đó cũng là một bài học, nhưng mà nó phải 1 năm mấy 2 năm đúng không thì mới học được. Mình phải trải qua cái COVID, hôm nay mình mới thương những cái gì mình đang còn, những người thân mình đang còn đúng không. Hôm nay nếu mà không có bao nhiêu cái khổ thì cái đạo thiên tâm á cũng ít người biết nữa. Kiệt nói là lời thật, việc thật, ai bệnh Kiệt cứu ở trên online thì kêu đeo dấu hiệu thiên tâm. Lúc đó có biết bao nhiêu người bị COVID mà hấp hối, mà lúc đó con máy thở nha, ở bên Việt Nam rồi bên Mỹ nữa. Kiệt niệm Phật về mọi việc, để cái hình vậy nè, cái máy gì mới nhìn cái hình, rồi Kiệt cho cái địa chỉ của cái nhà thương của mấy người đó nè, mấy gì về cứu ngay trên đường diện luôn á. Dạ, Kiệt làm rất là nhiều trong cái lúc COVID. Tại vì đối với mấy chị nhị, cái điện thoại, cái màn hình và cái địa điểm với cái tên thôi là Kiệt cứu được rồi. Thầy nghĩ thiên tâm ra đời là cũng vì nhân loại quá khổ. Hôm nay cũng có chị này làm chứng thì giáo thiên tâm cứu chị phải không? Chị là người thứ 1000 nói cho em biết rồi đó. Nhưng mà mình nói nhiều á, mấy cái này á, một số người họ bị chướng ngại bởi họ không có tin á. Khi con người nó không tin thì gì nó cũng không tin hết, họ sẽ bị chấp, họ săn lên.
họ đỏ, thì cái đó thì Kiệt đau lòng thôi. Kiệt không muốn nói nhiều những cái mầu nhiệm của thiên tâm, nhưng mà nó rất là mầu nhiệm. Người thành tinh họ đại diện về mặt hữu hình để mà đang smooth out dịch cái tiếng Việt gọi là giống như cho chúng ta sàng lọc, giống như hạ cánh an toàn vậy đó. Là họ cũng một phần cùng với chư Thượng Đế, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, để mà giúp cho nhân loại qua đi cái thời kỳ sàng lọc. Tại vì cha hôm nay từ bi mở cửa địa ngục, mở cổng cho ma quỷ xuống trần, sống chung với nhân loại chúng ta rất là đông. Ở ngoài kia cái tiếng nói của Kiệt nói ít có người hiểu được, là gì? Họ chưa có đủ duyên đủ phước để họ hiểu, nhưng mà sau này họ sẽ hiểu. Thì người hành tinh là một trong những người tiếp tục để mà giúp chúng ta. Nếu mà họ hại, họ đã hại rồi. Lâu lâu á, có những cái cục đá khổng lồ nó bay vào trái đất của mình, không có gì hết bò qua sức mấy mà mình mới tồn tại được, biết bao nhiêu nó đụng vô. Bây giờ mình suy nghĩ nha, hồi xưa Apollo của Mỹ, chiếc đầu tiên là máy ta Apollo 11 nó lên có lần á, lỡ biết luôn, mấy chục năm sau không dám lên nữa. Là gì? Đó là căn cứ của người hành tinh ở trên cái mặt trăng á, họ không muốn cho người lên nữa. Về mặt đời á, thì những nhà khoa học họ biết nhiều. Về mặt tâm linh, Kiệt chỉ nghe những chư thần, những vị Bồ Tát kể về việc nghe về những hành tinh. Tại Kiệt khi đầu thai 9 tháng 10 ngày vô thân con người này, Kiệt quên hết. Và từ từ á, mình muốn biết cái gì á, thì mấy vị mới nói cho mình biết, chứ mấy vị cũng không muốn lộ cơ nữa. Nhưng mà giờ mình muốn biết nhiều những cái sự thật mà con người ít ai biết, thì Kiệt là người hiếu kỳ. Kiệt có cái danh sách những ngày đầu á, mười mấy năm gì trước. Thưa Phật, không thưa từ người, mà trong đó có đủ gì hết. Chuyện này như thế nào, và mấy vị mới ngồi giải thích cho mình biết. Rồi ở trên trời dân ăn cơm sao, mấy vị cười. Rồi ở trên trời nhà họ ở làm sao, cái là biết hết. Thì những gì Kiệt kể trên mạng đó, thì có những cái khi mà ngồi nói chuyện chỗ này nè, cái đầu nó điển nó vô mốt xanh gì á, thì nhớ nó kể cho vị nghe, đó là lời thật không à. Có người hướng chỉnh cũng có nhà nha, cũng có vợ chồng nha, mà chỉnh lạ hơn mình cái là đàn ông xanh cũng được. Tính người nào có thành thông cao á, gọi là có phước á, thì xanh ra được, gọi là quá xanh á. Chứ ngoài thì trên đất mình gọi là thai xanh. Mình đang nói về người thành tinh. Thành tinh á, họ rất là trật tự. Cái người thủ lãnh của họ gọi là president của cái trái đất, chứ không phải là president từ dùng nha. Họ rất là từ bi. Tự nhiên cũng là con của Thượng Đế mà. Họ cũng có lối tu tập, họ cũng học Phật như mình vậy nè. Cho nên khi Phật giảng pháp ở trái đất của mình, Phật cũng giảng pháp ở cái thành tinh của họ nữa đó. Chứ không có khác gì hết. Con người của mình thở ra ốc, khí oxy thì mình có cái nghe đó, âm thanh tứ đại đúng không? Còn họ thở bằng cái lỗi không khí của họ. Thí dụ như có những cái hành tinh mấy vị nói là họ thở bằng khí carbonic, thì con người không có bị già, sống dài hơn. Rồi có những cái hành tinh, cái hành tinh của mình á, là bề trên á, chư Phật á, căn đúng cái góc độ của cái mặt trời và không xa hơn. Thí dụ mình nhích chừng nửa độ thôi là cái trái đất mình cháy rồi, hoặc là lạnh mình cũng chết. Thì bề trên á mới để cái trái đất của mình xoay đúng cái chiều như hiện giờ, và đồng thời đúng ngay cái góc độ xéo đó. Còn nếu mà xỉa thẳng như những cái hành tinh của họ là cái da của mình phải khác, cái da mình chắc cũng phải là giống như da cá sấu rồi đó. Cho nên cái trái đất này, nếu mà một con người mà không hiểu về tâm linh mà nghiên cứu về khoa học cũng phải quản hồn. Không có thể nào trái đất này nó lucky mà nằm đúng cái tọa độ của nó, năm bốn mùa kiểu này được, tám mấy độ tới 50 độ. Đó là cái sự nhiệm màu.
Rồi thời xưa xưa hàng 60 triệu tỷ năm về trước, cái trái đất này không có loài người. Cái người, cái những cái giống mà cai quản đầu tiên của quả địa cầu này đó là loài rồng. Mấy vị nói mà có những con rồng khổng lồ phun lửa một cái là nguyên cái trái đất này cháy rụi. Rồng mà trời nó rộng bự lắm, cũng giống như mấy con rồng hộ kỵ đó, có lúc mà ông quấn một cái là nguyên cái BRI luôn á. Nhưng mà lúc mà ông thu nhỏ lại á, rồi đứng trước mặt kiệt là một vị tướng, tức là mấy vị biến quá được. Nhưng mà nguyên thể là lớn khủng khiếp, dũng mãnh. Thì trái đất ngày xưa của mình cai quản bởi loài rồng là có thật, nó không phải là trong truyền thuyết. Nhưng sau đó rồi từ từ, cái thời mà gần nhất của mình mà mình biết bây giờ trong phim nữa là thời dinosaur đó, cũng là thật. Những con dinosaur, những đó cũng là những con người chúng ta, cứ tái sanh đi rồi vô cái thân dinosaur, vô cái thân con này con kia. Thì hôm nay trong đạo Phật mình cũng nói mấy hung ác nó cũng đầu thai thành cả sáu ngày mai á, rồi sau khi nó mà có đại phước á, nó sẽ đầu thai cái con cuối cùng đó là con chó, rồi nó đem ra ngoài bắt thì bị người ta thu vui. Tại vì nó sống thôi, tại thì nó có nữa chứ không phải như đạo Công giáo mà nói là con người làm gì đầu thai là con thú. Không phải, để mà trả cái quả, trả cái nghiệp. Tất cả chúng ta ngồi đây, có người tại sao cốt rồng, có người tại sao cốt phượng hoàng, có người tại sao nhóm Bill Gates á, là cốt cùng chim chỉ. Mấy anh chị biết con chim chỉ không? Tại nó không có tạo nghiệp, cho nên hôm nay con phước nó làm triệu phú á. Thì mỗi chúng ta cũng từng là thú, nhưng mà tùy theo người nha. Kiểu mãi kiểu là dạng quá xanh. Thì đó là nói về cái nhân quả, cái dây chuyền. Mục đích cuối cùng mình là xuống trái đất này để học khôn, dễ nhớ. Nói dễ nhớ thì không nói tiếng như mấy thầy. Nói tiếng như mấy thầy thì là mình nói mình sẽ dành cái chóp của mấy ổng mình không có. Mình nói dễ nhớ là mình học khôn để mà thăng tiến thần hồn để về trời, mục đích chỉ có vậy thôi. Còn mình xuống đây mình học ngôn là chuyện của mình. Hôm nay mình gặp thiên tâm, mình gặp thiện giới thức, đó là cái đại phước của mình. Là giống như mình chấm dứt được cái nghiệp, chấm dứt được cái nợ. Mình đã chọn vô cái nội trú rồi để mình ra trường. Mình không còn đi lang thang bán vé số hay là đi bán hàng rong ở Sài Gòn nữa. Mình đã có trường nhận mình vô nuôi mình ăn, rồi đưa mình đi về trời. Đó là thiên dân, thiên tâm. Tương lai anh sẽ gặp người hành tinh mà. Cảm ơn sư phụ. Anh đang gặp rồi đó. Nãy là tôi đang nói chuyện của người hành tinh nói. Cảm ơn sư phụ nhiều. Ok bà con, hôm nay cũng tự nhiên hỏi hành tinh bà mấy đứa nít thích mấy vụ này. Tại con có bụng nhỏ mà. Mới cái tâm mấy tuổi à? Tâm mấy hả? Anh em được rồi, con chị. Nhưng mà nếu tính tuổi á, tôi tính mấy trăm nghìn tuổi. Cái đất này tôi lăn lộn cũng là từ thời sơ khai tới thời nay. Mà tính ra tuổi, tính ngày mà rời khỏi nhà là trên trời có 3 ngày, mà xuống đây là mấy trăm nghìn năm. Một ngày của trên trời là hơn mình cả trăm năm. Sau Thế chiến thứ ba đó, thì cái nền văn hóa của mình Á Đông nó còn tồn tại nữa không vậy? Hay là biến mất sẽ theo một cái thời đại khác? Nếu mà biến mất thì tại sao hôm nay Thiên Tâm ra đời lấy Tam Đại Tạng Kinh làm kim chỉ nam? Hôm nay tất cả các thầy chưa có chắc
mà cầm cuốn Tam Đại Tạng Kinh đó. Sau này á, quy cổ diệt kim, quy cổ là trở về thời xưa, con người phải sống có đạo đức, quốc gia mới cường mạnh. Nhân loại không có giữ giới, nhân loại sẽ đọa địa ngục, quốc gia sẽ suy yếu. Thì mình dùng kinh điển của Phật dạy, dùng những cái đức tính tốt để mình hòa đồng với thế giới. Mình đâu cần tốn tiền bộ quốc phòng đi mua vũ khí, mình chỉ cần thật thà thôi là cả làng người ta thương mình, Mỹ nó thương mình. Giống như hề như Len Zenki vậy đó, mà thấy cả thế giới là thương, quá trời cho tiếp tế vũ khí. Nga bây giờ mấy nghìn tỷ bị Mỹ với Liên Hợp Quốc á giữ lại để bắt đầu xây dựng nước Nga mới lại. Chỉ cần hề hề như Len Zenki thôi, đâu cần mưu mô. Còn khôn như anh Bình của mình bản, hôm nay được cái gì? Một nước cường quốc 5 năm về trước kịp tiên đó rồi, chia 5 sẽ 7. Lúc đó đó là cái thằng Movistar chắc thì chen đó là Thành Long á, còn nói là người Tàu á là chiếm trái đất này. Người Tàu đi đâu á, hỉ mũi cái là ai cũng phải quản hồn sợ, đúng không? Coi lại đi, thằng Thành Long nói vậy mà. Hôm nay làm sao? Cho nên sau này nhân loại phải dùng Tam Đại Tạng Kinh, nhất là nước Việt. Tại vì chư Phật đã đầu thai vô đó nhiều rồi, kỳ cũng đầu thai vô rồi. Không có thể nào mình dùng cuốn sách của Các Mác. Các Mác là ai? Nó là quỷ, nó mới viết ra cuốn sách đó. Tại sao mình học Mao Trạch Đông đọc có cuốn sách Các Mác mà hôm nay cả thế giới phải đảo điên như vậy? Tam Đại Tạng Kinh Đức Phật nhiều đời đã đưa cho mình rồi. Thế mình cứ đọc Tam Đại Tạng Kinh rồi mình dùng cái đó để mình làm một cái nền móng giáo dục của nước Việt, thì lúc đó nó sẽ không còn Bắc Trung Nam hay là tôi là con ông này bà nọ, tôi không có còn ham danh nhiều nữa, tôi chỉ cần là có tinh thần dân tộc, thông minh, siêng học là xong. Mình lên luôn nước Việt 3 năm sẽ thành cường quốc, không biết kịp không nghe. Trừ khi cái mỏ vàng nó nuốt kiếm nó nổ ra thì lúc hết chia cho mỗi người vài trăm cây vàng đó là lẹ nhất, đúng không? Nhưng mà đức thầy hồi xưa trước mất tích á, ngài để lại nhà văn thi điển rất là nhiều tiền, hôm nay không có người thừa hưởng. Mà người thừa hưởng với ai không đó, đâu biết. Nó đức thầy nó cho Ngô Tuấn Kiệt thừa hưởng sao không hiện giờ á. Tiền lời mà Mỹ mà nó thiếu nợ của đức thầy nhiều lắm, tại hồi xưa không mất tính để lại nhiều. Mỹ nó mượn, nó làm claro, nó in tiền thời đó. Cái này nó hơi lộ cơ nhiều. Trên bà trên đã sắp xếp cho nước Việt thành cường bắc, thì nhất là mẹ đã sắp xếp, thì bà trên có cái gì đó mà giờ mình chưa dám nói. Hay là hai cục đen đen để mà làm cho tất cả những vũ khí của nhân loại không có hoạt động được, thì đó cũng bán nhiều tiền lắm. Dạ, thêm câu hỏi nữa là nếu mà Đức Phật Di Lặc ra đời sau Thế Chiến thứ ba thì Đức Phật là ảnh hưởng rất mạnh đối với lại chúng sanh, thì nhân loại thì sẽ theo Đức Phật đi tu hết, rồi còn đâu người để đi làm nữa vậy? Bây giờ Đức Phật Di Lặc là ai không biết, nhưng mà đệ tử ngài đang ngồi đây, đệ tử ngài đang truyền những lời của ngài, lúc nào thì cũng nói ra đời mình không thua đời. Mình qua Mỹ chưa tới 20.000 đô mình ăn welfare, mỗi năm mình đóng thuế lên mấy chục triệu. Mình ra đời phải hơn người đời, vô đạo mình hiền, mình tu hơn người tu. Đó là trong tương lai chứ không phải là tu hết. Ở cái thời văn minh á, mà tu rồi tu cũng giống như ngày thợ tiện hay ngày neo vậy thôi, có mấy cuốn kinh thôi. Mà mấy thầy thời nay á, như lúc đọc kinh còn dở hơn mấy đệ tử kiện á. Mấy ông đọc kinh, mấy ông không thèm đọc nữa, mấy ông ở chùa Fremont á, ông ngủ không à, 5 giờ sáng ông bấm cái máy không à. Còn bây giờ mấy đệ tử mình đứa nào dám bấm máy là mệt đi kiệt á, phải đọc để mình nhớ.
Còn mấy thầy giúp chùa là tu cả đời, bây giờ mấy ông bấm máy mình ngủ khò khò. Không ăn á, mấy ông không ăn, dọn ngay trước mặt Phật ăn uống. Mấy con có thấy gì không? Ở chùa Vi Manh mình nè, gần đây nè, cái chùa đó 18 triệu á. Cho nên cái nào tu ra tu, đời ra đời, chứ không phải là tu cái là buông hết, không có. Thời Văn Minh là tu từ dây khắc, tu từ hành động, chứ không phải là nói tu cái là buông hết rồi cái đi vận động cái quỷ tối ngày. Cái quỷ là đi sinh nghiệp người ta. Mình tu mình thoát luân hồi sinh tử. Đạo Thiên Tâm là thoát luân hồi sinh tử từ rú rút đi. Còn mà đi gây quỷ hoài á, làm sao thoát được? Nợ kiếp sau phải trả. Chào hỏi gì nữa. Giải cái này giải lâu nhiều lắm. Alo, dạ thưa chú, con cũng có tính hiếu kỳ. Con thấy trên online nó nói về cái hội Illuminati, cái đó có thật hay không? Nó nói hơi đụng chạm nghe, chú nghe xuống nó chứ mình đó 1000% là thiệt. Cả tiền của mình xài à, ba đánh giờ đang thế nào mấy chục nghìn tỷ tỷ á, cũng là tụi nó. Xảy ra chiến tranh mà cũng là do nó làm ra chiến tranh. Nó thờ cái đầu xe tăng nó là thiệt á. Xuống Hollywood đi, tụi nó không. Ai đừng nói nữa, ai đi mình rằng mấy cái này nữa. Mình đã nói cái trái đất này á là không phải thuộc về của chúng ta. Chúng ta xuống đây á là tạm mượn cái trái đất này để mà học khôn, để mà đi về với cha với mẹ. Cha mẹ chờ mình á biết bao nhiêu nghìn năm luân hồi sanh tử triền miên kiếp người. Thì mẹ hí cái bài kinh thiên á, thì hôm nay cho thằng con này ra để mà chỉ hướng cái gì đi về thì gán về. Cái đó là thiệt. Nếu mà đi về hết vậy làm sao mình luân hồi luân qua được ha? Cái ông này hơi không có make sense. Về hết sao rồi luân qua? Tại vì anh nói là cha mẹ muốn tất cả mọi người đi về về trời chết không nha? À, về trời hết. Về trời tất nhiên là chết rồi phải không? Thì tất nhiên làm sao thì hồi luân qua gặp Phật Di Lặc được? Mình đi hồi luân qua rồi, mình đi về. Những cái thằng ác bây giờ nè, nó làm sai mình, anh em trong nhà mình, rồi mấy thằng hung dữ như bây giờ mình thấy á, thì lúc đó nó đang dưới địa ngục, thì nó trả nghiệp xong thì nó cũng lên, nó tiếp tục để mà làm người nghèo người khổ cái trái đất này. Cái trái đất này lúc nào á cũng có người hết, đừng có lo. Con người á nó ở từ những cái thần linh khác đầu thai vô cũng chừng. Chứ còn mình á, bao nhiêu người ở đây ngồi ở đây chưa chắc là được đi về hết. Trong cái số lượng ngồi ở đây á, ăn thua ý chí nữa. Bữa nào ngồi gần kiệt á thì nghe kiệt nói chuyện thì về đọc kinh. Còn bữa nào á đi về nghe mấy cái người dụ dỗ á thì làm mấy chuyện khác. Cho nên một tay làm thiện, một tay làm ác. Một tay á bữa nay tới đây lấy phước, cái về nhà cái là đi tạo nghiệp. Mà lấy phước á thì cái credit lên có một chút xíu à. Tạo nghiệp á là phải trả đó. Cái nghiệp nhỏ cũng phải trả nữa, nó không có tính cộng trừ nhân chia nha quý vị. Khi mình đã hiểu được thiên tâm, hiểu được cha mẹ Phật, cái pho xếp Phật, thì mình phải giữ cho đúng. Chứ không phải mình chập chờn. Bữa nào mình ăn chay, mình tu thì mình hiền bữa đó. Bữa nào không phải ngày em trai cái mình hung dữ, mình đi làm đóng chuyện tầm bậy, nó không phải vậy. Em chờ câu hỏi là nếu mà ra ngoài nghĩa trang, nếu mà mình có thân nhân mình mất đó, thì mình cúng cho gia thân nhân của mình, rồi mình có cúng cho hàng xóm cái bên không, để cho cái người mà phụ nó đừng ăn hết ma mới. Thì có nên cúng hay là không cúng nữa? Không cúng ai hết. Bởi vì con ma nó cũng như con người, cho nó ăn một lần đó, nó ăn quen. Mà khi ra ngoài nghĩa địa đó mà mình cúng á, mấy con ma Mỹ nó mạnh hơn ma Việt, nó hất mấy con ma Việt văng hết kìa. Tại sao thì cúng cho ông anh ngoại những năm 2006 ổng nó không ăn gì nữa, vừa để xuống thôi là mấy con ma Mỹ giành xuống
đá ổng văn cù cù. Sau đó cái ổng về ổng nói mốt em mà có cúng cho anh á, em phải vẽ cái vòng trò. Tại xưa đốt tiền đô la đồ phải không, tiền đô la nó bắt đầy lên cọc cọc nè, đưa cho ổng đốt nó dành hết trơn, mình phải viết tên ổng từ cái đống tiền á rồi mình đốt. Thì mà ông ma Mỹ nó lịch sự hơn, nó nói ok có tên mày vào mày ăn. Chứ giờ mình để ngay cái mộ của người thân của mình chứ nguyên cái nghĩa địa hả là nó trực hờ, tại ma Mỹ nó đói dữ lắm, nó đâu có ai cúng nó đâu. Khi mà mất thì mình nên là quả thiêu hay là nên chôn nha? Người mà biết tu á, cho người ta xẻ gan trăm mảnh á cũng không sao nữa, cũng như kiểu Tây Tạng vậy đó, cho chim hoặc đà điểu ăn. Nhưng mà người không biết tu á, họ còn chắc, họ chỉ nhìn cái thân của họ đốt họ cũng biết sợ, sợ nóng nữa. Rồi huống chi á, mình đôn cho DMV á, nó lấy nó vô mấy cái bệnh viện cho mấy học sinh nó thí nghiệm, thì mình thấy cái xác mình lúc đó đó mình tức lên, rồi cái mình đi làm cho mấy cái thằng đó té xe gãy tay gãy chân để mình trả thù nữa. Cho nên tốt nhất nếu mình biết tu thì muốn nó tha cũng được, còn không biết tu thì nên thiêu. Còn mà chôn á, mình sẽ đứng đó mình canh cái xác có ngày, cái nó rỉ ra rồi cái nó bị mọt ăn rồi nó bị sâu ăn, cái mình lẽ mình đi bắt từ sau mỗi lần nó bò vô họng mình cái mình bắt nó ra, đâu rảnh đâu làm cái chuyện đó. Nó không cần canh cái xác, thiêu rồi dễ nhất, xong mỗi lần một giải quyết thứ một, không có cần phải canh giữ gì nữa. Nãy giờ livestream được bao lâu rồi ta? Trên mạng có ai hỏi gì không? Có điện thoại đọc trên mạng ra ai hỏi gì không? Dạ, thời điểm này anh cho hỏi ra coi ở Mỹ có nên invest stock hay không? Thì cuối cùng hỏi thì tốt rồi. Mình đã nói cái tay cái năm rồi à, không có nên đụng tới stock. Người nào mà đụng tới stock là sạc nghiệp trong lúc này gắn chịu. Đừng có nên đánh stock. Giờ chỉ đọc kinh ngồi thiền thủ đồ ăn.